lớp phân xô nữa và chúng ta tiếp tục giải cho đến khi mà hết hạt đậu. Đây là lớp thứ hai. Sau đó thì các bạn có thể để một lớp khăn xô hoặc là vài cái khăn xô mà xếp ở trên để giữ ẩm cho đậu. Nếu như các bạn muốn cái hạt đậu, cái giá đỗ của mình mà mập mạp ấy, thì các bạn có thể lấy một cái vật nặng, ví dụ như là cái đĩa sứ, các bạn đè lên ở phía trên thì nó sẽ hạn chế sự phát triển của giá đỗ và làm cho cái thân giá đỗ mập hơn. Còn trong video này thì mình muốn hướng dẫn cho những người mới bắt đầu ấy, thì các bạn cứ để không như thế thì đậu phát triển rất là nhanh. Đây là sau một đêm, đây là mình mở ra cho bạn xem, chứ còn bình thường thì các bạn cứ kệ nó. Sau một đêm thì hạt đậu đã nảy mầm, các bạn có thể nhìn thấy. Và mỗi ngày 3 lần thì các bạn tưới đều đặn, tưới đẫm nước như thế này. Cái công đoạn mà mình làm sạch giá đỗ rất là nhanh và tiện.